Đến với chương trình Lamborghini TV và hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái điều. Các bạn có biết rằng không có gì tuyệt vời bằng lòng tự tin, không có tiền bạc, không có chức phận, không có một cái vật chất nào có thể đánh đổi và mua được lòng tự tin. Nếu như chúng ta có lòng tự tin thì chúng ta sẽ bắt đầu làm được những cái điều rất là vĩ đại ngoài cái sự tưởng tượng của mình. Và những cái bài học đầu tiên trong chương trình học tiếng Anh của tôi hôm nay, tôi muốn các bạn, khuyến khích các bạn là thứ nhất là các bạn phải bắt đầu học tiếng Anh, không những thế mà là tiếng Anh thương mại. Bởi vì chúng ta đang sống trong một cái thời buổi rất là kinh tế toàn cầu. Nếu các bạn mà không có biết tiếng Anh thì các bạn sẽ bị thua thiệt rất là nhiều. Đây là một điều kiện cần chứ không phải là một cái điều gì xa xỉ nữa. Cho nên chúng ta phải bắt đầu học. Và hôm nay chúng ta sẽ học cách học từ vựng như thế nào vừa hữu hiệu mà vừa nhanh nữa. Và giống như là không phải học mà các bạn biết học theo kiểu mà mình ngồi mình ăn bo bo hay khoai lang, tức là ngồi ngốm những cái từ đó vô mà rốt cuộc nó vô nghĩa, nó không có bám, và rồi mình cũng quên đi và mình sẽ không ứng dụng như thế nào. Tôi gọi là học từ theo kiểu bo bo. Tôi sẽ chỉ các bạn cách học từ mà nó có vừa bổ. Nó giống như là mình được ăn một cái miếng thịt mà nó bổ cho cái cơ thể của mình. Mình mạnh khỏe, mình giỏi, chứ là mình không có nhanh, chứ không phải là mình ăn vô mình bị béo phì, bị mập và mình không có làm được cái gì hết. Đó là cái cách học từ vựng mà tôi luôn nhắc nhở các bạn. Ok, cũng trong cái website talkenglish.com này sẽ có cái cách học, rất là tôi sẽ chỉ cho các bạn cách học với cái tài liệu của họ rất là nhanh. Và như tôi đã nói với các bạn ở video trước đó, là khi mà người nước ngoài như chúng ta mà có được khoảng 2.000 bộ từ đó thì là các bạn đã có thể nói lưu loát được rồi. Cho nên là chúng ta sẽ học. Và 2.000 bộ từ đó là chúng ta nên học những cái chữ gì mà nó thông dụng, nó có cái độ frequency, tức là cái độ dùng rất là cao, để chúng ta khỏi phải hại não là đi học những cái từ phức tạp, khó, dài dòng 3, 4, 5, 6 những cái syllable. Chẳng bao giờ ai nói mà mình nói cũng chẳng ai nghe. Ngay cả mình nói mà người bản xứ cũng không hiểu. Đầu tiên là mình nói để cho người ta hiểu. Đó là một cái điều thành công. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu. Các bạn thấy trang chính này, chúng ta sẽ đi xuống dưới đây và chúng ta sẽ bắt đầu cái phần English Vocabulary. Tôi sẽ nhấn vào đây, English Vocabulary. Nó có nhiều cách học ở trong đây, học theo kiểu flashcards, là học theo kiểu con nít đó, có hình ảnh cho học từ từ, cũng rất là hay. Các bạn có thể học kiểu đó. Các bạn có thể học trong English books, ở đây cũng có phần này. Nhưng mà tôi thích cái phần mà English Vocabulary List, tại vì nó có những cái list cho các bạn học theo kiểu người lớn nhanh hơn. Cái này thì nó cũng là beginner thôi, nhưng mà tôi muốn đi được từ những cái bước cơ bản chắc chắn mà các bạn có thể áp dụng vô context được. Vậy chúng ta bắt đầu nha các bạn nhé. Chúng ta sẽ vào đây. Các bạn thấy không? 2.000 bộ từ, 2.000 cái word families. Thì trong đó thường họ sẽ chia ra là nếu các bạn biết được 1.500, những cái top là những cái từ chính, danh từ chính, 1.000 cái verb là 1.000 cái động từ, 500 cái tính từ, 250 cái trạng từ, 60 cái pronoun, tôi quên tiếng Việt pronoun là gì ta, đại từ, túc từ phải không các bạn, dạ, 60, và 50 cái preposition là giới từ. Ok, bây giờ hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tập học theo cái cách tôi chỉ các bạn trước, là học nouns, là những cái danh từ trước. Đây là những cái bộ từ mà độ frequency cao mà bạn nên học. Bạn thấy nè, từ ở phía bên tay trái, frequency là độ sử dụng thường xuyên, type là thể loại, là danh từ. Tôi sẽ cho các bạn ví dụ học cái từ thứ nhất là từ people, right? People tức là gì? Là ở đây người ta dịch nghĩa là gì? Ít hơn, nhiều hơn một người, hai người trở lên, một nhóm người, nhân loại, chủng tộc, tầng lớp và một cái dân tộc nào đó, ta dùng cái từ là people, right? Nếu như mình ngồi mình học cái từ people thôi không thì đó là ăn khoai lang, ăn bo bo, không bổ béo gì hết. Nó không có giúp cho các bạn ứng dụng. Nhưng mà cái cách học ứng dụng là sau đây, chúng ta sẽ ghép lại, thí dụ đầu tiên chúng ta sẽ học ghép lại used with adjectives, ghép lại học cùng với tính từ. Ok, thí dụ như câu thứ nhất các bạn, tôi sẽ chỉ các bạn coi, vừa học cách phát âm, ngữ điệu, ghép từ với từ và nói trong ngữ cảnh cấu trúc tất cả cùng một lúc thì bạn mới ăn bổ béo được, chứ không phải là ngồi ăn bo bo với ăn khoai lang. Luôn luôn học
từ là phải học như vậy các bạn nhé. Chứ đừng có ngồi mà dở từ điển ra cái nó ok. Hôm nay mình học 10 từ, hôm nay mình học 5 từ, cái ngồi ghi ghi ghi. Giống như con nít học cái kiểu ngày xưa là học kiểu đó, đối với người lớn là hoàn toàn thất bại. Ok, let's start. Bắt đầu nha các bạn nhé. Young people need education. Young people Young need people education. Need education. Young people need education. Young people need education. Những người trẻ, ta có thể dịch là gì? Thanh niên đúng không bạn? Cần phải được giáo dục, cần phải có giáo dục. Young people need education. Các bạn thấy không? Mình học được một câu mới. Những thanh niên, những người trẻ thì cần phải có giáo dục. Education, education, education. Young people need education. Old people need healthcare. Okay? Old people need healthcare. Old people need healthcare. Người già thì cần được chăm sóc y tế. Old people need healthcare. Old people need healthcare. Các bạn thấy chữ O phải nói những cái âm cuối final là old, old, đọc nha, old, old. We are just old ordinary people. People need healthcare. Người già phải cần được chăm sóc y tế. We are just ordinary people. We are just ordinary people. We are just ordinary people. Chúng tôi chỉ là những người bình thường mà thôi. We are just ordinary people. We are just ordinary people. Mình đọc ha, mình học cấu trúc rồi mình đọc theo họ nha các bạn. Vì tôi không muốn cái video nó dài. The book is based on the stories of real people. Okay? The book is based on the stories of real people. The book is based on the stories of real people. The book is based on the real The book is based on the stories of real people. Quyển sách được dựa She has trên autographs of many famous người people. Thật, người thật việc thật. She has autographs of many famous people. She has autographs of many famous people. She has autographs of many famous people. Cô ta có rất là nhiều. The politician says he wants to help middle class people. The politician says he wants to help middle class people. The politician says he wants to help middle class people. Middle class people. The politician says he wants to help middle class people. The politician says he wants to help middle class people. Cái người nhà chính trị đó nói rằng ông ta muốn giúp đỡ tầng lớp tôi dịch ở đây là trung, tầng lớp trung. Không phải là lao động như các bạn, working class là lao động. Ở Mỹ, middle class là cái tầm lớp ở giữa, tầm lớp trung trong xã hội, người không phải là người giàu, những người sống bình thường đi làm việc. Middle class, chúng ta thấy ở đây mình còn trải rộng ra được thêm nữa nè. Middle class là tầng lớp ở giữa, working class là tầng lớp lao động, poor là người nghèo. Needy là người mà coi như là cần tệ hại luôn, cái người mà giống như mấy cái người mà rất là nghèo, còn nghèo hơn cả nghèo hết các bạn ha. Và cuối cùng là homeless, là những người không nhà không cửa luôn. Chúng ta lại mở rộng học đo ra những cái bộ từ mới, các bạn thấy không? Đó, cái cách học nó phải là như vậy. Thì các bạn sẽ tự mở rộng và cái não của mình nó có cái sự tôi gọi là association, tức là liên đới. Khi mà cái gì nó liên đới với nhau đó, nó bám vô nhau nó mới nhớ được, còn rời rạc nó không nhớ. Cho nên nhiều khi các bạn học một chùm mười mấy từ luôn, nhưng mà nó associated với nhau, nó liên đới với nhau, các bạn nhớ rất là lẹ. Còn rich mình học people những cái từ have rời lots rạc of không money. Liên đới thì nó sẽ rất là khó nhớ. Rich people have lots of money. Rich people have lots of money. Người giàu thì có rất là nhiều tiền. Rich thì đồng nghĩa luôn với là wealthy, giàu hơn cả rich các bạn ha. Innocent people are killed every day. Innocent people are killed every day. Những người vô tội, vô tư vô tội bị giết mỗi ngày. Innocent, innocent. The local people are very friendly. Vô tư vô tội. The local people are very friendly. The local people are very friendly. The local people are This country friendly. Is made up Những of very diverse people. Thân thiện.
This country is made up of very diverse people. This country is made up of very diverse people. Diverse là đa dạng. Mình học thêm là chung một cái gia đình của nó. Diverse là đa dạng. Different, khác nhau. Distinct là những cái sự độc đáo, khác nhau rõ ràng. Our society is made up of civilized people. This country is made up of very diverse people. Our society is made up of civilized people. Our society is made up of civilized people. Xã hội chúng ta được hình thành bởi những con người văn minh. We are studying prehistoric people in ancient history. We are studying prehistoric people in ancient history. We are studying prehistoric people in ancient history. Chúng ta đang học những người tiền sử. Gốc chữ các bạn ha, historic là lịch sử, sử pre là đằng trước, là tiền. Chúng ta đang học những người tiền sử, in ancient history, học trong cái lịch sử cổ đại, lịch sử ngày xưa đó. Bây giờ chúng ta học tiếp. I meet many different people in my line of work. Meet là gặp đúng không? Meet. I meet many different people in my line of work. I meet many different people in my line of work. Tôi gặp the store is trying to attract more people with big sales. The store is trying to attract more people with big sales. The store is trying to attract more people with big sales. Cửa hàng thì đang cố gắng hấp dẫn, thu hút. Attract là hấp dẫn, là thu hút các bạn ha. Nhiều người để nhiều người hơn bằng những cái cuộc bán hạ giá lớn. Các bạn ha, big sales là hạ giá rất là nhiều. Chúng ta lại học thêm những cái từ đồng nghĩa. Attract là thu hút. Lure là quyến dụ. Là quyến rũ, là dụ. Entice là dụ, dụ khị, dụ dỗ. Chúng ta học nguyên một nhóm nó với nhau liên quan rất the dễ nhớ. The athlete represents attract, the people lure, of the United States. The athlete represents the people of the United States. The athlete, represents the people of the United States. Đọc lại các bạn nhé. The athlete represents the people of the United States. The athlete represents the people of the United States. Cái người vận động viên đó đại diện cho nhân dân Mỹ. The Olympic Games unite people of all nations. Represent là đại diện. The Olympic Games unite people the Olympic of all Games nations. Unite the Olympic people Games of all nations. Unite people of all nations. The Olympic Games unite people of all nations. The Olympic Games unite people of all nations. Cái cuộc thi Olympic unite là gì các bạn? Đoàn kết, gắn kết mọi người. Tất cả những chủng tộc, tất cả mọi người của tất cả những chủng tộc của tất cả các quốc gia. Động từ to unite, to bring together, unify, gather, rất là giống nhau. Unite là gì? Nối lại nè, đoàn kết nè. Bring together, mang lại cùng nhau nè. Unify nè, liên kết, gắn nối với nhau nè. Gather là hội tụ. Các bạn thấy nó cũng cùng trong một cái gia đình với nhau hết. Ok, chỉ có một từ thôi là people mà chúng ta đã được áp dụng rất là nhiều cách sử dụng. Các bạn chỉ cần mỗi ngày học một từ thôi mà học kiểu này thì các bạn sẽ thấy rằng là mình sẽ giàu có vô cùng. Phát âm thì chuẩn. Chúc các bạn nhiều thành công và đừng quên đăng ký vào Lamborghini TV để chúng ta nhận những cái video mới vào mỗi thứ ba và thứ sáu mỗi tuần. Xin cảm ơn các bạn. You are English. Thank you. Believe, begin, become. Hãy tin, hãy bắt đầu và bạn sẽ trở thành.